Xin kính chào tất cả nhà ở ngoài nhà văn hóa của chúng mình có một cái sân rất là rộng các bạn ạ. Và các cháu rồi thì các thanh niên rồi thì phụ nữ rồi thì các nhóm các cháu đang đi học rồi cả nhà đến đây để đánh bóng chuyền. Cả nhà mình sẽ quay lại cái quang cảnh mà các cháu rồi thì nhân dân ở trong thôn của mình đánh bóng chuyền mọi người nha. Đó cả nhà ơi, vào đây các bạn hãy theo dõi một cái trận đánh bóng chuyền của các cháu học sinh. Đó, rất là vui cả nhà. Rất là vui, các cháu đi học về là thường vào đây để đánh bóng, thể dục thể thao luôn cả nhà. Rất là vui, đánh bóng không qua lưới. Đó, các bạn ấy nhìn quang cảnh ở nhà văn hóa của chúng tôi này, rất là nhiều các cổ động viên ra đây để đứng để xem. Để cổ động viên là một top của những người thanh niên đã trưởng thành dây dây rồi cả nhà. Đó, sân này mà sân kho thì để đây xe máy đây cả nhà ơi. Đó, cả nhà hãy nhìn này, các cháu đánh những cái pha bóng rất là đẹp tuyệt vời cả nhà. Các cháu chỉ chơi vui thôi để luyện tập thể dục thể thao cả nhà. Đó, rất vui, bóng đã không qua lưới. Vui quá cả nhà. Đây là các tầng lớp học sinh, có thanh niên, có và nhỏ đã không qua lưới rồi cả nhà. Rất là vui, nào mà yêu thích thể thao thì mình đến đây để đánh bóng chuyền hàng ngày mọi người ạ. Hai mốt mười tám rồi cả nhà. Rất vui. Bóng đã ra ngoài sân rồi. Bóng ra ngoài sân. Tỷ số bây giờ đã là 22-20 rồi cả nhà. Ra đây, bóng đá ra ngoài sân rồi, đỡ bóng đá để cho bóng ra ngoài sân. Rất là vui cả nhà, có một cái sân nhà văn hóa rộng như thế này thì tất cả các cháu thanh thiếu niên rồi thì những người già là ra đây là để đánh bóng rồi thì chơi cầu lông, buổi chiều đến là vui lắm cả nhà. Đó, bóng đã không qua lưới. Đây là đang phân thắng bại đây cả nhà, không biết là đội nào thắng. Đó, đang tranh cãi nhau về cái quả bóng vừa đánh xong. Hai tư hai mươi rồi cả nhà. Quyền phát bóng cho đội bên tay trái. Vâng.
Đấy. Rất vui. 22, 24 rồi cả nhà. Bóng đã ra ngoài sân. Quyền phát bóng cho đội bên tay phải. Bóng đã ra ngoài sân. Như vậy là cả hai đội đã hòa rồi cả nhà. Thôi cái cháu ba thế. Chưa. Thôi à, sao nữa ạ? Đó cả nhà, đây là chỉ chơi vui thôi và các cháu đã chuyển đổi đội hình rồi. Một số các cháu thì ra về và một số các cháu thì vào đánh. Và bây giờ mình sẽ sang cái đội đánh bóng ở phía bên mọi người ạ. Đội già và đội trẻ. Một đội là thanh niên và một đội là các ông dây dây rồi cả nhà. Đó, các bạn hãy cùng theo dõi nha, cho vui nha. Đó, rất vui. Úi dồi. Nhìn này tròn ra đã bảo rồi. Ông kia đi. Đó, cái đội này đánh bóng thì rất là hay cả nhà. Truyền những pha bóng rất là đẹp. Đó, và rất là đoàn kết ăn ý với nhau. Còn cái đội trai trai ở bên kia thì đánh còn chưa có kinh nghiệm cả nhà. Đó, xin mời cả nhà hãy cùng theo dõi những pha bóng ở bên này nhé. Rất là hay. Cả nhà nhìn rất là nhiều cổ động viên đứng ở ngoài để xem. Đó, vui chưa? Những pha bóng rất là đẹp cả nhà. Ôi, thanh niên đấy, bạn ấy thanh niên, bạn ấy đập bóng rất là khỏe cả nhà. Kiều Minh. Bóng đã ở ngoài sân. Cười quá. Ready. Chán luôn. Chán. Nhọc rồi, nhọc rồi. Là ngoài rồi. Thế mà bóng vẫn không ra ngoài được cả nhà. Cháu nó lại đỡ được. Chúi bỏng nó lên. Đó, bò nhỏ rất là khéo cả nhà. Rồi. Hồng
Còn nêu đôi quản đấy được là nêu đôi quản đấy. Mười tà, mười tà. Đâu đó? Chín đâu? Đây là thắng. Cô à? Mười tà. Đâu? Thôi, bách rồi. Bách rồi. Đấy kia. Thế thì. Ai, ai, ai? Đi chết. Quái. Không còn quả yên với đúng vào đây chết. Ai? Không dám. Không còn tỉnh đáo. Không đúng. Điểm rớt luôn. Rồi, bạn kêu đoan hoang vào đây nào. Các bạn ạ, và có lẽ mình cũng chỉ quay được một lúc thôi cả nhà, và bây giờ mình còn phải về nấu cơm. Mình sẽ đi xuống chợ để mua đồ ăn về để nấu cơm. Mình quay như vậy để cho các bạn xem cho vui các bạn nhé. Ôi bây giờ có điện đẹp quá. Bây giờ mới mở điện cả nhà. Sáng trưng luôn. Rất là vui. Bây giờ có điện đẹp quá cả nhà. Cái thể dục thể thao này là cũng phải có ai mà có những cái niềm đam mê thì mới chiều đến mới tập trung về đây các bạn ạ. Đam mê thể dục thể thao thì mới về đây để đánh bóng. Đó, bóng. Những pha bóng rất là đẹp mắt cả nhà. Bóng đã ra ngoài sân rồi. Rất quả bóng, những quả bóng rất là đẹp cả nhà. Đấy, bỏ nhỏ đấy. Người ta phải đánh luôn thì những cái pha bóng người ta đọc thì mới đẹp cả nhà. Còn nếu mà các cháu giờ mới bập bóm thì nó cũng chưa được hay lắm. Đập bóng rất là đẹp. Bóng vẫn ở trong sân. Đẹp quá các nhà. Đây các cổ động viên đứng ở phía ngoài đây cả nhà ơi. Rất là đông. Đó. Đông các học sinh đến đây cổ động viên cả nhà. Cả nhà hãy ngắm nhìn dàn hoa giấy cả nhà nha, rất là đẹp. Mình ra đây quay ở cái trận đánh bóng chuyền, nhưng mà mình bây giờ mới để ý đến cả nhà. Wow.
quá đẹp luôn. Hoa nở dày đặc, hoa màu hồng và màu trắng, đẹp quá cả nhà. Và chương trình đánh bóng này thì không có phân thắng bại cả nhà, người ta đánh ha cứ thời gian kéo dài và lúc nào mà cảm thấy tối rồi mà mệt rồi thì mới nghỉ để về ăn cơm cả nhà đó. Và có lẽ video quay cái quang cảnh đánh bóng chuyền tại sân nhà văn hóa của chúng mình của Hoàng Mai đến đây cũng xin kết thúc mọi người nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau.